Đây là chiếc đồng hồ Raketa này, cổ này, nguyên nhá, rất là đẹp, mặt Meca, Necot vẫn là chạy. Bác nào mà mua đồng hồ cổ thì, cổ xịn đấy thì có thể liên hệ với em nhá, có số Zalo. Đây, em lên có một tí là chạy, đó, chạy ngay lập tức. Để tháo ra cho các bác xem, dây của nó dây cũ đây nhá, dây nguyên của nó. Đây. Đó. Này có chắc là tuổi của nó phải 40-50 năm rồi, 40-50 năm rồi đó, nó là cao tuổi đấy, xịn của nó đây các bạn. Rồi em sẽ tháo phần lịch của nó, có đồng hồ này ra. Tháo con này ra cẩn thận không hay bị trượt cá đấy các bác ạ. Nhiều người bị trượt cá con này đấy. Đó, mình sẽ lấy cái túi vít khác mình ấn vào. Đó. Cái nhược điểm của đồng hồ cơ Denso này là không chịu được nước này. Đó. Đây là nhược điểm của nó đấy. Đó, mặt Meca. Đó, Meca thì xưa đấy, hồi xưa đấy. Đánh bóng phát là sáng choang ngay thôi. Đấy, mình nên vặn xoay xoay, vừa ấn vừa xoay. Đấy, các bác thấy nó chạy ít mù đúng không? Rồi em sẽ tháo cái phần tự động của con này ra. À xin lỗi, tháo phần lịch của con này ra. Thế thì tháo em sẽ xoay cái này cho nó về đây, nó dễ tháo. Đó, đây đó, để zoom lại gần cho nó dễ, các bác nhìn cho nó rõ. Đó, bộ kim của nó đây. Đó, rồi bây giờ muốn tháo cái này ra thì mình sẽ phải tháo cái hai con ốc hãm này, hai con ốc hãm hai bên. Đó, để tháo nó ra. Cái hai con ốc hãm này nó hãm cái gì này, nó hãm cái căn này này. Đó, cái căn của nó đấy. Rồi, bây giờ em sẽ tháo tiếp bên cạnh hông này. Nó có con ốc tiếp. Ốc này là mục đích làm cái gì? Ốc ở hông này là mục đích của nó để nó giữ mặt số. Mình đừng có tháo hết nhé. Riêng cái con ốc ở hông này mình đừng tháo hết. Mình chỉ nới mấy gen ra thôi. Đấy là mình sẽ tháo được cái mặt số ra ngay lập tức. Nếu mà chưa ra thì mình nới thêm một gen nữa. Và thôi. Đấy. Đó. Rất là dễ đúng không? Tiếp theo. Để tháo cái lá đồng mà nó giữ cái lịch và lịch. Đó. Và đây. Chính là cái lịch trong của nó. Lịch trong của nó. Và thì trong này nó bị dính mất cái hồi giờ của nó đây. Hồi giờ đây này. Nó bị kẹt vào đó. Đó. Đây lịch của nó đây. Thì các bác lưu ý là khi tháo cái phần lịch ra nó có cái râu này. Cái râu này, này là các bác cẩn thận nhá. Cái râu này rất nhiều thợ bị mất nhá. Bị mất vì mình tháo ra nó nảy mất ấy. Này mất đấy. Vậy thì khi mình tháo ra đến đây rồi thì mình tháo mình có thể lấy tay giữ này, và lấy cái kim này, lấy kim này gậy vào đây này, có cái khe này. Đấy, mình nảy nó ra, cho nó ra chứ là cho nó nảy lên đấy, khi nó đang có độ nén của nó thì nó sẽ rất dễ bị bay đó, đúng không? Thì mình sẽ lấy tay mình giữ này và mình nảy nó lên.
đó. Đây này, đó, các bác nhìn thấy chưa? Đó. Thì nên mình lấy móng tay, bây giờ có móng tay là có tác dụng của nó. Mình sẽ đẩy nó ra. Đây này, đó. Đấy, các bác thấy nó có độ nén của nó so. Đó. Thì mình sẽ nạy một bên ra, đấy, cho nó khóa ra. Em sẽ nhấc lên nhé. Các bác nhìn nhé, đó. Đấy, cái lò xo của nó đây. Còn người hay gọi là cái râu ấy. Cái râu này rất hay bị mất nhé. Rất nhiều thợ bị là mất cái râu này. Mất cái râu này không có thay này. Nên là mình tháo ra mình cẩn thận. Cứ cẩn thận. Thì nó có 3 con ốc này. 3 con ốc này, chú ý. Đó, thì mình chú ý ở dưới nó sẽ có một cái râu nữa ở góc này này. Râu như vừa nãy ở góc này. Để nó giữ cái cá lịch này. Để nó giữ cái nó đẩy cái cá này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Vâng, chào bác. Đấy, cá, đó, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, để em lấy cho bác xem, thấy chưa? Đấy, mình tháo cái râu này ra thì dễ tháo ra, không nó bị bật ngay lập tức. Nha. Đây, nó nằm ở đây này. Đấy, tháo ra. Thì em sẽ tháo tiếp cái ba con ốc này ra nhé. Đấy. Tháo ra thật bình tĩnh chỗ này nhé. Đó. Mình sẽ đẩy khéo một bên thôi. Các bác thấy nó có một cái ấy dính như này. Đó, các bác thấy chưa? Cái cá nó giống như cái cá trên đấy. Ở đây là toàn bộ hệ thống phần máy của nó này. Đó. À, các bác thấy mình sẽ tháo tiếp nhé, máy vẫn đang chạy đấy các bác. À, máy vẫn đang chạy, tóc vẫn đang chạy. Tháo ra các bác nhìn đây là đồng hồ cổ, SK cổ đấy. À, bây giờ cái bánh này chỉnh giờ đấy các bác nhìn này. À, và rất hay bị hỏng cái bánh răng này này, bánh chuyền này. Bánh truyền này nó truyền từ bánh đi lên đấy hồi phút này, đó hay bị mẻ cái bánh này nhá. Đó, bánh này cũng các bác thấy rằng cái phần lịch của đồng hồ SK này, nó toàn bộ của nó là đều bằng kim loại hết, đúng không? Đều bằng sắt hết, không có bánh nào là bằng nhựa cả, đúng không? Đó. À, đây là bánh truyền của lịch này. Và đây là bánh lịch này. Lịch của nó bằng kim loại hết. À, các bác thấy chưa? À, đây là cái cá giữ để giữ cái bánh lịch này. Cái cá này. À, đây là bánh truyền này. Đây là bánh truyền này. Đó. À. Đây là hồi phút của nó này. Tháo luôn cái hồi phút của nó cho bác nhìn nhé. Rất là chặt. Đó, đây là hồi phút của nó đây. Hồi phút tức là để cắm kim phút ấy. Có thay chưa? Đấy. Còn đây là kim. Đó. Đã ấn xuống. Đó. À, đây là toàn bộ phần máy của nó. Đặc biệt chú ý khi râu. Cái râu của nó đúng không nhỉ? Rất nhiều thợ là bị mất râu này thì bị nảy mất, rất là dễ nảy nhá. À, đây các bác thấy, đây toàn bộ hệ thống lịch của nó bằng kim loại. Đấy. Kim loại nên là rất khó bị hỏng. Đấy. Nếu mà hỏng nó chỉ có hỏng bánh này thôi. Nó mẻ bánh này thôi. Hoặc là nó hỏng một cái răng nào đấy trong này. Đấy, nó làm cho mình không chỉnh được giờ rồi đó. Đó. Đấy, cái bánh này. Đó. À, lịch của nó bằng kim loại, các bác nhìn bằng kim loại hết. Đó,
Chào các bác nhé.